Đại tá Trịnh Văn Sa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các sở ngành tỉnh khảo sát điều chỉnh các điểm tiếp nhận cách ly tại thành phố Tân An để ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh COVID-19. Thành phố Tân An có 2 điểm cách ly tập trung dân sự là trường Trung cấp Y tế Long An 500 chỗ và ký túc xá trường Cao đẳng nghề Long An 240 chỗ. Theo đó, đoàn khảo sát điểm tiếp nhận cách ly tại trường Trung cấp Y tế Long An, ký túc xá trường Cao đẳng Long An và bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chúng tôi đã chuẩn bị cho 37 khu vực cách ly, 37 khu vực cách ly tập trung từ 4 bệnh viện khu vực ra. Đó, thì 37 khu này trong đó là có cái số cũ của quyết định năm rồi là 16 khu cách ly, còn lại thì đang trình ủy ban để ra quyết định thành lập cái ban giám đốc để phụ trách khu cách ly và điều hành các khu cách ly tập trung. Hiện nay trong nguyên một tuần rồi thì chúng tôi cùng các sở ngành tỉnh đã đi khảo sát lại các vị trí đang cách ly, các vị trí đã cách ly và vị trí chuẩn bị cách ly. Qua kiểm tra, đoàn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An cùng các sở ngành liên quan khẩn trương làm vệ sinh tại các điểm cách ly, trong đó chú trọng hệ thống điện nước, trang thiết bị phục vụ công dân cách ly. Mỗi khu cách ly cần chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ nhân sự quản lý, lực lượng phục vụ, y bác sĩ, nhân viên điện nước, tài chính, đồng thời chú trọng công tác tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Thưa quý vị, Long An chủ trương thiết lập 37 khu cách ly tập trung, năng lực cách ly ở cấp độ 5 hơn 10.000 chỗ, trong đó 6 khu cách ly đã đi vào hoạt động, những khu còn lại đang chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng kích hoạt tiếp nhận cách ly theo từng cấp độ. Xác định công tác phòng chống COVID-19 hiện nay hết sức phức tạp, nhất là tại các huyện biên giới. Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Tân Hưng chuẩn bị 3 khu cách ly tập trung với tổng số 750 chỗ để tiếp nhận cách ly khi có yêu cầu. Như ở địa điểm đứng đây là ở xã biên giới, thì khu cách ly này là khoảng 250 giường để mà khi mà có cái tình huống mà dịch bệnh phức tạp thì sẽ đưa về cách ly ở khu này. Còn ở thị trấn Tân Hưng thì 2 khu, một khu là ở trường Trung học Phổ thông Tân Hưng, là dự kiến bố trí là cũng khoảng 350 giường và cái khu nhà thiếu nhi thì cũng khoảng 150 giường. Thì theo chỉ đạo của tỉnh thì huyện cũng ráo riết triển khai nhanh để thực hiện các cái biện pháp, nhất là về cái hệ thống xử lý nước thải, rồi cấp nước, rồi vệ sinh và các điều kiện cần thiết theo chỉ đạo của tỉnh, của trung ương. Trong số 6 khu cách ly tập trung đang hoạt động, 2 tuần qua, các khu cách ly tại Trung đoàn 738 Bến Lức, Đại đội Bộ binh Mộc Quá và Châu phòng đại diện Tập đoàn Trần Anh, Đức Hòa đang cách ly hơn 230 công dân trở về từ Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn các khu cách ly tập trung, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Vĩnh Hưng, chuyên cách ly người nhập cảnh trái phép, người nước ngoài, kể cả người di dân từ Campuchia về. Đối với Vĩnh Hưng thì chúng tôi đã kết hợp với các sở ngành của tỉnh tiến hành khảo sát, hạ sót lại để chuẩn bị tốt các cái điều kiện về cơ sở vật chất, các cái điều kiện về y tế tại cái khu cách ly tập trung trường trung học cơ sở của xã Khánh Hưng trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng. Khu vực này là sức chứa khoảng 360 giường. Hiện nay chúng tôi đang xúc tiến các cái điều kiện và đảm bảo theo lộ trình kế hoạch khi sẵn sàng tiếp nhận người về cách ly theo chỉ đạo của trên, yêu cầu của trên. Để chuẩn bị các khu cách ly đáp ứng từng cấp độ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các sở ngành địa phương tiến hành khảo sát những địa điểm đã đang và chuẩn bị cách ly, sau đó tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo để thống nhất phương án sửa chữa, tu bổ, bổ sung vật tư nhằm sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bây giờ phải đảm bảo theo cái tiêu chuẩn của y tế. Rồi từ cái giường, cái gối, cái chăn, cái màn đến là hệ thống nước thải sinh hoạt, nhà vệ sinh sẽ thống nhất với kiến tường và thống nhất với tất cả các huyện sau về báo cáo Ủy ban tỉnh và báo cáo Ban chỉ đạo để tiến hành cho sửa chữa bổ sung, để là đảm bảo cho tất cả khi ta vào cái cách ly rồi đó thì lực lượng cách ly và lực lượng phục vụ cách ly nó phải đảm bảo về mặt chống dịch là thật là an toàn. Mấy bên bắt đầu bước vào làm được. Hiện nay, Long An đã thành lập một bệnh viện chả chiến kết hợp khu cách ly tập trung tại Bến Lức và 4 bệnh viện hạng 2 thực hiện chức năng điều trị, đồng thời đang thực hiện cách ly ở cấp độ 3, năng lực tiếp nhận khoảng 2.100 người. Ngoài 37 khu cách ly tập trung do quân đội thiết lập, giao địa phương quản lý, còn có 7 khu cách ly tập trung sử dụng cơ sở lưu trú để cách ly chuyên gia.
Từ đợt dịch đầu tiên đến nay, tỉnh cách ly tập trung cho hơn 4.000 người và đang chuẩn bị các khu cách ly tập trung nhằm đáp ứng với 5 cấp độ của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.